16. Đến rồi. Cầm lấy. Cảm ơn anh. Anh nhớ tới chơi với em đó. Được thôi, anh có chút việc phải đi trước. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, em qua phòng bên kia ngủ đi nha. Dạ, em biết rồi. Em muốn xem TV. Chị dọn phòng rồi đó. Ủa sao vậy? Chị Tuyết dọn phòng giùm em rồi. Em cũng phải qua xem một chút. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Em đói. Em muốn ăn cơm. Nè. Thôi đi. Cậu đừng buồn về chuyện bác gái nữa. Đừng đau buồn quá. Biết không hả? Mình thấy dây dứt lắm. Khi mẹ còn sống, mình đã không chăm sóc chu đáo. Vì cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của ba, cho nên mới phải xa quê. Cuộc đời khó dẹn cả đôi đường lắm. Hơn nữa, bệnh của bác gái là bệnh không thể chữa khỏi. Bác lại bệnh nhiều năm rồi, bác ra đi cũng là sự giải thoát mà. Mình biết, sinh lão bệnh tử mà, là chuyện thường tình ở đời thôi. Ba mất sớm, em trai từ trước đến giờ toàn do mẹ chăm sóc. Bây giờ mẹ cũng đã ra đi, tự nhiên mình thấy gánh nặng trên vai quá lớn. Như là chỉ hơi hiếu động một chút thôi mà. Hiếu động hay sao? Nó mà là hiếu động gì chứ? Cứ như là Tôn Ngộ Không vậy. Từ nhỏ đã nghịch ngợm như quỷ sứ, gây chuyện. Đụng một chút là làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Lúc nãy ở bến xe, suýt chút nữa gây rắc rối to rồi. Dù sao nó vẫn là con nít mà. Nhỏ cái gì nữa chứ, 18 tuổi rồi. Hồi mình 18 tuổi đã ra ngoài làm việc kiếm tiền. Nó suốt ngày nghịch ngợm, học hành không ra sao, chẳng làm gì tử tế cả. Cứ như vậy hoài, mình sợ sớm muộn nó cũng hư hỏng mà thôi. Đừng lo lắng quá, nó cũng thông minh mà. Ây da. Gì vậy? Trời, chắc nó gây chuyện rồi. Ây da, em làm bể kính rồi. Nè, cậu không sao chứ? Không sao. Em làm cái gì vậy? Nè, em nghe lời chút có được hay không hả? Em đói quá, em tính nấu cái gì đó ăn đỡ. Em không phải giải thích đâu, chị không muốn nghe em nói nữa. Để mình đi kiểm tra tại xem. Tại sao lúc nào chị cũng cư xử như em làm sai mọi chuyện vậy? Mẹ mới mất có một tháng thôi, vậy mà ngày nào em cũng chơi bời. Em còn lương tâm hay không vậy? Khi mẹ mất em đã khóc rồi còn gì. Lúc mẹ còn sống mẹ có dặn dò gì chị nhớ không? Mẹ muốn chị em mình phải sống cho đàng hoàng, không để suốt ngày nước mắt dàn dụa sụp xa sụp sinh. Như vậy mới gọi là có hiếu hay sao chứ? Chị nói đi. Lần nào em sai cũng có lý do hết. Em tưởng chị không biết em đến thành phố để làm cái gì à? Em đến thành phố để nhảy múa chơi bời. Em đến là vì mẹ đó chứ. Em nói bậy. Mẹ đưa em một bức thư, kêu là giao cho cô Hà này. Cô Hà hả? Em có số điện thoại không? Địa chỉ không? Em muốn tìm người đó như thế nào đây? Em không cần biết, dù sao đây cũng là ý nguyện của mẹ mà. Được được, những gì cần nói chị nói hết rồi. Tóm lại giải quyết chuyện của cô Hà, cứ để chị lo. Em nghe đi, trong vòng một tuần em phải về nhà đi học, không bàn cãi nữa. Em đói lắm, em muốn ra ngoài ăn cơm. Em muốn ăn gì chứ? Được rồi, chị nấu cho em ăn. Đứng lại. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Có cần phải viết một bản báo cáo trình cho sĩ quan không? Em muốn chọc đi chị lên em mới chịu hả? Lạc à, đừng đi. Mà kệ nó. Điện sửa xong rồi mà. Em muốn ăn gì hả? Tức chết được. Thôi đừng có bực nữa. Cái gì cũng phải từ từ. Trồng cây 10 năm, trồng người phải 100 năm lận. Biết chưa? Trời ơi, chán chết đi được à. Tại sao lại vậy chứ? Cứ tưởng tới đây có thể thoải mái tung hoành, ngồi đâu lại bị bà chị giam cầm ở đây nè. Trời ơi. Lần này chúng ta tham gia huấn luyện trên thao trường của cảnh sát. Lần thi vượt chướng ngại vật hôm nay là để kiểm tra sức khỏe, xem mọi người có đáp ứng đủ tiêu chí không. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chuẩn bị bắt đầu. Rõ. Đi. Lên đảng. Dương Anh bắn khá lắm. Dương Anh luôn là cao thủ bắn súng trong đơn vị đó anh ạ. Quá khen.
Lên đã. Hương Tuyết, tôi nghĩ cô cũng không hài lòng với kết quả của mình. Dạ, em sẽ cố gắng luyện tập ạ. Đội cảnh sát đặc nhiệm chúng ta phải đối mặt với những vụ án gây go phức tạp và những tên tội phạm nguy hiểm. Vì vậy, bắn súng giỏi vô cùng quan trọng. Khi đối mặt với tội phạm chỉ cần bắn chệch một phát thôi, thì không những không ngăn chặn được tội phạm, còn nguy hại tới sự an toàn của nhân dân và bản thân, mà còn liên lụy tôi và anh em nữa đó. Dạ, em nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập hơn nữa ạ. Sao tới sớm vậy? Em muốn tranh thủ thời gian luyện tập đó mà. Có đau không? Không sao. Mấy lần anh định nói với em, lần trước anh thấy tinh thần em quá căng thẳng, tạo áp lực quá lớn. Có những lúc tâm trạng phải thả lỏng, tập trung trí lực, ngắm bia mà bắn, như vậy kết quả sẽ khá hơn. Vậy hả? Đương nhiên rồi, để anh thử cho em coi. Em thấy không? Trước khi bóp cò, em hãy ngắm thật chuẩn, sau đó đừng chần chừ, phải quyết đoán vào, như vậy tỷ lệ bắn trúng mới cao. Em hiểu rồi. Nè, sao vậy? Bụi bay vào mắt để em. Để xem. Anh thấy rồi. Nè. Hình như là ở phía trên. Để anh thổi cho em. Trời ơi, cát bay vào mắt tôi rồi nè. Để anh thổi cho em ha. Cát ra rồi anh à. Anh à. Ôi dễ chịu vậy không biết. Ôi trời ơi. Nè thôi đi thôi đi, đúng rồi. Nè tôi nói cậu nghe, hình như là cậu quan tâm quá mức rồi đó ha. Đúng vậy, tôi thấy quan tâm hay quá rồi đó. Nè có nghe không đó? Sếp nói là tuần sau thi rồi đó, nhớ luyện tập đi, có biết chưa? Trời chuyển giật ơi, cái là ba giờ bắt rồi nè, thôi từ từ nha. Trời đau quá. Long à, em ra trước đi. Đi trước đi. Nè sao lâu vậy? Hà Cường à, nhanh lên, đang làm gì đó? Trả liền trả liền. Nè, lúc nãy kia anh Long thay quần áo á, tôi thấy trên vai của anh á có vết sẹo dài như vậy luôn nè. Vết sẹo nào? Có phải là bị thương lúc phá án không? Ai biết đâu. Ê, ai bị thương vậy? Không có ai bị thương. Chẳng là vai của anh Long á có một vết sẹo dài ơi là dài luôn á. Thật sao? Anh Long bị thương hả? Không biết nữa. Tuần sau chúng ta sẽ thi bắn, thành tích của các cậu sẽ lưu trong hồ sơ, cho nên các cậu phải tăng cường tập luyện, đặc biệt là cô Tuyết đó. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Hy vọng lần sau sẽ đạt được thành tích tốt. Anh Long à, anh cứ yên tâm đi. Được rồi, đi thôi. Được, đi thôi. Nè, anh có biết không, bây giờ trên mạng á có rất nhiều trắc nghiệm tâm lý nha, vô cùng chính xác luôn. Cậu đúng là ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Xin lỗi, tôi đến muộn. Nè, tôi làm cho cậu một trắc nghiệm nha, có được không? Nè nè nè. Nè, bây giờ á cậu nói cho tôi biết á, mẫu người lý tưởng của cậu á là gì? Nói đi. Mẫu người sao? Nàng phải có một mái tóc dài đàn ống, đôi mắt to thông minh, sống mũi thẳng, khiến cho mọi người vừa nhìn đã nhìn thấy được rằng cô là một cô gái rất đặc biệt. Vậy cá tính thế nào? Cá tính sao? Nàng phải là một người có cá tính độc lập, có lập trường riêng, có tài ăn nói, nói chuyện có sức thuyết phục, dí dỏm, sắc sảo, có sự nghiệp riêng, có thể gánh vác được công việc lãnh đạo, và phải có tác phong lãnh đạo nữa chứ. Đó mới là mọi người lý tưởng. Được rồi. Nè, theo phân tích thì người con gái mà anh thích là người phụ nữ thiên về sự nghiệp. Kết luận này có đơn giản quá không? Cái gì? Anh tự xem đi, kết quả phân tích đây nè. Viết ra cả đống như vậy xem nhức đầu lắm.
Wow. Lợi hại, lợi hại. Nè, anh bạn, có thể cho mình mượn ván trượt chơi một chút được hay không? Biết trượt không đó? Trượt một chút thôi mà. Thôi được rồi, cảm ơn nha. Em không sao chứ? Ủa, anh Triển? Trời ơi, không biết trượt thì đừng có chơi. Cái đó cũng nguy hiểm lắm đó. Nè, bây giờ hư rồi còn tính sao đây? Đúng rồi. Sao đây? Có đành nổi không? Để anh thử coi. Anh hả? Có trượt được không vậy? Thử chút thôi. Wow, lợi hại quá, lợi hại quá. Lợi hại. Tiếc là lợi hại. Anh dạy em với. Nè, anh dạy em với được không? Đúng rồi, dạy cho em nữa. Dạy đi anh. Dạy cho em nữa. Nè nè nè, anh ấy là bạn của mình, phải dạy cho mình trước chứ. Hả? Sao ích kỷ vậy, dạy chung hết đám đi. Thôi được, thôi được. À, cũng trễ rồi, như vậy đi. Lần sau anh sẽ đến dạy các em, có được không? Bọn anh phải đi trước đi. Được rồi. À, tạm biệt. Anh Triển. À, vậy thôi. Anh Triển à. Anh nhớ phải nhận em làm đệ tử đó. Và phải dạy cho em trượt ba tanh đó. Em lau mặt đi. Muốn chơi giỏi thật ra không có. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật, giữ thăng bằng. Cũng giống như là bất cứ việc gì, chỉ cần em bền chí và quyết tâm thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Không có việc gì là có thể thành công trong chốc lát cả. Em có hiểu không? Vậy hả? Ừ. Môn thể thao nào cũng cần thể lực tốt và nắm vững kỹ thuật. Vì vậy phải thường xuyên chăm chỉ luyện tập mới được. Chăm chỉ luyện tập? Được thôi, chi bằng nhân tiện anh dạy giỏi cho em luôn đi. Học võ vất vả lắm đó. Em không sợ đâu, bởi vì mong muốn của em là trở thành một cảnh sát. Không ngờ em cũng có chí khí như vậy. Nhưng bây giờ sau khi gặp anh, em đã đổi ý rồi. Em cũng muốn giống như anh, trở thành cảnh sát đặc nhiệm. Chỉ có làm cảnh sát đặc nhiệm thì mới có thể trừ gian diệt ác, bảo vệ an toàn cho quần chúng nhân dân mới được. Em học chỉ có em là được rồi. Quyền cước của chị ấy còn cao thủ hơn cả anh nữa. Đừng có nhắc chị em nữa. Anh biết không, em đã lén chị em trốn ra ngoài này chơi đó. Cái gì? Em trốn ra ngoài hả? Phải. Vậy thì về ngay thôi. Anh đưa em về. Mau về đi ngủ đi. Đừng có đi lung tung nữa. Đừng có để chị em lo đó. Em biết rồi. Nè, anh nhớ đó. Anh đã hứa sẽ dạy em trượt ba tanh rồi đó. Khi nào rảnh sẽ nói sau. Phải giữ lời đó nha. Ừ. Tạm biệt. Nè, em phải đi lối kia chứ. Nè, tại anh không biết đâu. Lúc nãy em leo xuống bằng đường này, bây giờ phải trèo lên bằng đường cũ. Như vậy á, mới gọi là thần không biết, quỷ không hay. Không được đâu, nguy hiểm lắm đó. Nè, anh Triển à, anh không muốn nhìn thấy em bị mắng chứ. Được rồi, em cẩn thận đó. Nhưng phải nhớ là chỉ được lần này thôi đó. Nhất định không có lần sau đâu. Anh sẽ ở trong xe, trông chừng em đó. Em biết rồi, tạm biệt. Sao em biết? Anh nhìn đi, màu sơn trên giày của anh và màu sơn trên quần áo của nó giống hệt nhau. Chứng cứ rành rành rồi. Tối hôm qua chỉ là đi ra ngoài đi lòng vòng thôi. Đi lòng vòng à? Anh có biết em của em chưa hiểu chuyện. Tại sao anh lớn hơn nó mà anh vẫn có thể hùa theo nó vậy? Em quản lý chặt quá, sẽ có tác dụng ngược lại thôi. Trâu lành thành trâu què đó. Xin anh đừng có binh vực nó nữa được không? Những tai dạ nó gây ra quá nhiều rồi, em không muốn nó lại gây chuyện nữa. Lạc mặc dù rất hiếu động, nhưng nó cũng có suy nghĩ riêng của mình. Em nên bình tâm trò chuyện với nó để tìm hiểu xem ý nghĩ và sở thích của nó là gì. Em nói cho anh biết, dạy dỗ em thế nào, đó là việc của em. Em không cần anh quan tâm đâu. Em hy vọng lần sau anh đừng có đi lại với em của em nữa. Nè, anh thấy chưa?
Tôi nhất định phải bách phát bách trúng để vượt qua cô ấy. Phương Tuyết, ta lượt cô đó. Sau khi nhắm chuẩn mục tiêu, không được do dự, phải quyết đoán. Rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Cảm ơn anh đã động viên ạ. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Lần này em bắn khá như vậy cũng nhờ anh chỉ bảo em đó. Có gì đâu chứ, đồng đội với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Nè, đúng thật là thầy hay thì có trò giỏi. Vậy thì trò này mời thầy một chầu hơn nữa, người nghe cũng có phần, đúng không? Ờ, đúng rồi, được thôi, chuyện nhỏ, em mời. Hay là tới nhà hàng Hồng Mục đi, được không? Được không? Hồng Mục, Hồng Diệp chứ. Ở đâu cũng được, em mời tất cả mọi được người đó. Em chủ chi. Được đó. Được. Anh Long à, anh cũng đến nha. Cảm ơn cô. Được rồi. Được. Đi thu quần áo thôi. Đi, đi, đi. Lấy súng đi. Nhanh lên. Tôi tới rồi. Ê. Lạ thật. Người thì không thấy mà túi lại bỏ đây. Cường Tuyết à, Cường Tuyết. Cường Tuyết à. Nè, nè, sao anh lại cầm túi sách của tôi? Nè cô sao vậy? Đây là túi của bạn tôi mà. Bạn nào là của anh chứ? Rõ ràng là của tôi mà. Nhân viên, phục vụ đâu? Dạ. Vậy là sao chứ? Nè cô à, đây không phải phòng do Khương Tuyết đặt sao? Xin lỗi ông, chắc là ông nhầm rồi. Ở đây chẳng có phòng nào do cô Khương Tuyết đặt cả. Chuyện này. Alo, mọi người ở đâu vậy? Mình đã tới nhà hàng Hồng Mục rồi. Hả? Nhà hàng Hồng Diệp hả? Thần kinh mà. Không biết là thật hay giả nữa. Xin lỗi cô nha, vừa rồi tôi không vụ à, tính tiền. Dạ. Lần sau không được để người lạ xông vào bừa bãi đâu, mất đồ của đền đó. Dạ, mong cô thông cảm. Tính tiền đi. Xin lỗi. Chờ một chút, xin lỗi. Cảm ơn. Cô à, lúc nãy là tôi... Cứu tôi với! Sao lại tối như vậy? Nè! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đừng la hết nữa! Nè! Cho tôi ra khỏi đây! Nè. Cứu tôi với! Nè. Cứu tôi với! Cô đừng la nữa! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Được rồi! Cô đừng la nữa, cô được không? Bình tĩnh đi! Tôi không phải người xấu đâu! Đây là do thằng máy trục trặc thôi! Đã vậy, cô còn chắn trước mặt tôi không cho tôi bấm nút! Được rồi, thằng máy chút nữa sẽ sửa xong thôi. Chúng ta ở đây một lát đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô thấy chưa, sửa xong rồi. Cô à, di chuyển nè. Nè cô à. Cô à. Nè cẩn thận. Có sao không cô ra? Nè sao rồi, có sao không? Cảm ơn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Dương Tinh, đừng đánh nữa mà. Anh rõ ràng thấy anh ta thức lại với em mà. Anh nói lung tung gì vậy? Chính mắt anh nhìn thấy anh ta ôm em. Vừa rồi suýt nữa tôi bị té, anh ấy đỡ tôi lên. Anh còn không mau xin lỗi người ta. Không sao. Trước là sao quen thôi.
Nè cô, cái này có phải của cô không? Sao lại ở trong tay anh? Lúc nãy cô làm rớt trong thang máy đó. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Để anh. Anh đưa em về. Không cần, tôi tự lái về. Anh nè, tôi đưa anh về nhé. Được thôi, cảm ơn. Tại sao vừa rồi trong thang máy cô lại mất bình tĩnh như vậy? Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh sợ bóng tối rồi. Người lúc nãy đánh anh tên là Dương Tinh. Anh ta là đội trưởng đội bảo vệ của công ty chúng tôi. Đội trưởng đội bảo vệ sao? Tôi cứ tưởng anh ta là vệ sĩ của cô chứ. Anh ta thường lỗ mãng như vậy, hễ một tí là thường cẳng chân hạ cẳng tay. Anh ta có vẻ rất quan tâm tới cô. Anh ta là như vậy đó. Lúc này giao đấu với anh ta, tôi thấy quyền cước của anh ta rất khá. Anh ta có học võ sao? Không biết nữa. À phải rồi, nói chuyện lâu như vậy tôi vẫn chưa giới thiệu với cô. Tôi tên Dương Anh. Tôi là Hoác Linh. À, cô Linh. À, xem ra lúc nãy trong thang máy anh đã cứu tôi một lần, lại còn nhặt giúp tôi dây chuyền. Tôi phải cảm ơn anh mới phải. Có gì đâu. À, hay là thế này đi, tuần sau công ty chúng tôi có tổ chức buổi triển lãm đá quý. Tiền bán vé đô được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Nếu anh thích, mời anh đến tham dự. Mặc dù tôi không rành về đá quý cho lắm, nhưng mà tôi rất thích các hoạt động về từ thiện của mọi người. Vậy thì mua giúp tôi một tấm vé. Tôi chết rồi, tôi bị cô lừa rồi. Quá ra cô đang tiếp thị vé với tôi sao? Hả? Nè, tại sao chỉ có mình em vậy? Dạ, mọi người ăn xong đều về cả rồi. Chà, ăn nhiều tới vậy hả? Tại vì em mời mà, cho nên mọi người cứ thoải mái gọi thôi. Anh thì đói muốn chết luôn rồi nè. Em cũng sắp chết đói rồi nè, vì đợi anh đó, em chưa ăn gì hết đó. Có thật không vậy? Ừ. Em tốt bụng quá vậy. Được rồi, lấy thực đơn đi. Mình anh phải ăn một bữa. Muộn quá rồi, anh nhìn đi. Trời, hết giờ làm việc rồi. Không ngờ một bữa cơm thịnh soạn lại biến thành từ ăn bánh hamburger. Các nhà hàng đóng cửa hết rồi, mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nè, em có nghe thấy cái gì không? Có phải là tiếng dế không? Không đúng, anh nói là con bọ ngựa. Bọ ngựa không biết kêu mà. Nếu vậy thì là con dung đất. Hình như là dung đất đó. Nhưng mà nó chỉ biết đào đất chứ không thể phát ra âm thanh. À, anh có thích đoán câu đố không? Em đố anh một câu nha. Từ cụm từ con nhện lười biếng, anh hãy đoán thành một câu thành ngữ nào đi. Cô gợi ý gì không? Thì là một con nhện lười biếng đó. Chơi bời lêu lổng. Sai. Bỏ bê sự nghiệp. Không đoán ra. Em giải nha, con nhện lười biếng chính là một sợi tơ cũng không kéo. Ôi, nè, trời mưa rồi. Nè, mau lên, mau lên. Chạy thôi. Đi thôi. Nè, coi chừng đó. Cẩn thận. Nè. Nè, giờ mua đi thôi, chú mua đi. Có điện thoại kìa. Mau lên. Nè, nhìn em đi, ướt hết rồi. Cảm ơn. Chết rồi, cửa sổ nhà anh vẫn chưa đóng. Trễ, anh vẫn chưa ngủ sao? Anh không ngủ được. Sao vậy? Anh đang nghi ngờ tên trộm đá quý 7 năm trước lại tái xuất giang hồ.
Có phải anh đang nói tới tên địch bắt cóc đứa bé hôm trước không? Anh đã giao đấu với tên này rồi. Thấy quyền cước của hắn với tên trộm năm xưa rất giống nhau. Có thể chỉ là cảm giác, là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tên trộm này không giống người bình thường. Hắn chỉ đam mê kim cương, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Ý anh là gì vậy? 7 năm qua, hắn không hề phạm tội, không để lại bất cứ dấu vết hay manh mối nào. Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Em thấy gần đây trên TV có đinh tin về một vụ mất cắp đá quý. Vậy sao? Vụ án nào? Có bị mất kim cương không? Em không chú ý lắm, chỉ nghe nói qua. Nhưng em đã ghi lại rồi. Lấy ra anh xem. Dạ. 1 tháng trước đây, thành phố Hải Châu đã xảy ra một vụ mất cắp đá quý. Tôi muốn biết tình tiết chính của vụ án này. Dạ được, em sẽ tới sở cảnh sát thành phố Hải Châu để tìm hiểu. Hà Cường, tìm thông tin trên mạng lai lịch của viên đá quý đó. Không vấn đề, theo em được biết, viên đá quý bị đánh cắp rất quý, có tên là Nước Mắt Thiên Sứ. Nước Mắt Thiên Sứ hả? Cái tên này đúng là hấp dẫn thiệt. Viên kim cương này giống vô giá mà, đương nhiên là hấp dẫn rồi. Tên trộm chưa... Tất cả đều do mình thiết kế, từ khuyên tai, dây chuyền cho đến nhẫn, còn nhiều thứ khác nữa, đều do công ty mình thiết kế. À, anh Dương. À, chào cô. Anh Dương, hoan nghênh anh đã tới. Hôm nay nhìn cô thật đẹp. À, cảm ơn anh. Những thứ này đều do em thiết kế đó. À, quá ra cô là nhà thiết kế đồ trang sức sao? À, anh không biết sao? Nè, để em giới thiệu anh làm quen với mấy người bạn nhé. Nè. Cuộc triển lãm đá quý lần này được tổ chức làm 2 buổi, hôm nay và ngày 5 tháng sau. Tới lúc đó, các vị sẽ được thưởng thức nhiều loại đá quý hiếm. Triển lãm lần này chúng tôi bán vé công khai. Tiền bán vé sau khi trừ đi những khoản chi phí cơ bản nhất sẽ quyên góp hết cho các tổ chức từ thiện. Bây giờ, chương trình buổi diễn khai mạc chính thức xin được bắt đầu. Buổi triển lãm đá quý này được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Đương nhiên rồi, buổi triển lãm lần này của chúng em toàn trưng bày những viên đá quý có giá trị, trong đó có một viên tên là Trái Tim Biển Cả, chúng em mừng của phu nhân đại sứ Pháp đó. À. Quốc Linh à, lâu quá không gặp. Dạo này khỏe chứ? Tôi sắp kết hôn với Chí Văn rồi. Chúng tôi sẽ đi trăng mật ở vùng biển Caribe. Để mình giới thiệu, đây là anh Dương Anh, bạn trai của mình. Còn đây là anh Hứa Chí Văn và vợ chưa cưới. Chào anh chị. À, chào anh. Trong buổi triển lãm đá quý hôm nay có rất nhiều thứ do Lê thiết kế. Nếu anh chị thích cái nào á thì chúng tôi sẽ ưu đãi giảm giá cho. Anh à, chỗ của chúng ta đằng kia kìa. Xin lỗi nha. Chúng ta ngồi đi. Được. Cảm ơn anh nha. Không có gì. À, Hứa Chí Văn có phải là bạn trai cũ của em hay không? Vợ chưa cưới của anh ta bây giờ làm gì? Anh đừng nói chuyện này nữa. À, xin lỗi. Hay quá. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều kiểu dáng đá quý nổi tiếng. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ bước vào phần hay nhất của chương trình. Người mẫu đeo viên đá quý vô cùng quý hiếm có tên là Trái Tim Biển Cả chuẩn bị xuất hiện. Để quý vị có thể hiểu thêm về sự thần bí của Trái Tim Biển Cả, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một tiết mục ảo thuật. Và bây giờ, xin mời nhà ảo thuật của chúng ta bước ra sân khấu. Hay, hay lắm. Anh chuẩn bị xem Trái Tim Biển Cả nha. Có cần bị gì ảo thuật sao? Oh, hay quá. Oh. Oh, oh, hay quá. Lắm. Hay quá. Hay thiệt đó. Oh. Oh, hay lắm. Hay lắm. Cảm ơn. Tiếp theo sau đây tôi xin biểu diễn tiết mục Người Sống Biến Mất. Wow. Người đẹp xuất hiện. Wow. Oh. Đẹp quá. Đẹp quá. Lạ quá.
Quái lạ. Có chuyện gì? Chương trình có sự thay đổi. Sao em không biết? Để em đi xem nha. Anh đi về. Tắt đèn. Ở đâu? Ở phía trước. Mở cửa ra. Có ai không? Mở cửa ra. Ê, chim bồ câu. Ở đây sao lại có chim bồ câu? Có thể dùng để biểu diễn. Ủa, biến mất tiêu rồi. Nhà ảo thuật biến mất rồi. Mau lên. Nhanh lên, tìm đi. Quái sao vậy? Mau lên. Nhanh lên. Mau lên. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Viên đá bị đánh cắp rồi. Vụ đánh cắp đá quý đã gây chấn động thành phố. Trong triển lãm đá quý hôm nay, một viên kim cương màu lam vô cùng quý giá, tên là trái tim biển cả, đã bị đánh cắp trắng trợn trước mặt mọi người. Trong vụ này có mấy nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ. Bên trên khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt tội phạm. Tất cả nghe đây, tôi vừa nhận được thông báo của giám đốc sở, giao cho đội đặc nhiệm chúng ta giải quyết điều tra vụ án này. Đây không phải là vụ trộm cướp bình thường, bởi chủ nhân của viên kim cương bị đánh cắp là phu nhân đại sứ Pháp. Vì liên quan tới vấn đề quốc tế nên mới giao cho chúng ta xử lý. Đúng. Vụ án này rất là hệ trọng. Viên trái tim biển cả cũng không phải là một viên kim cương bình thường. Nó có thể coi là vật báu vô giá. Sức ép của chúng ta rất lớn đó. Đây là những tài liệu có liên quan, tôi tải từ trên mạng xuống, mọi người xem qua đi. Wow, chiếc dương miệng đẹp quá. Chiếc dương miệng này hình như là di vật của một hoàng gia 200-300 năm trước. Phụ nữ quá thật đặc biệt nhạy cảm với đá quý. Mọi người đoán hoàn toàn chính xác. Chiếc dương miệng này chính xác là của một bà hoàng tộc Sa Hoàng Nga cách đây 300 năm. Trên chiếc dương miệng này còn có đến 3 viên kim cương. Viên màu trắng tên là nước mắt thiên sứ, viên màu lam tên là trái tim biển cả. Tất cả đều là kim cương vô giá. Còn một viên thứ 3 màu đỏ tên là ngôi sao châu Phi. Nhưng bây giờ dương miệng đó bây giờ đang ở đâu? Năm đó vị phu nhân này đi thuyền trên biển gặp nạn. Từ đó không biết tung tích chiếc dương miệng ở đâu. Có tin là sau đó được một nhóm thám hiểm vớt lên. Vì vậy nó mới xuất hiện. Đáng tiếc là 2 viên kim cương trên của chiếc dương miệng đã bị đánh cắp. Anh Long nhắc tới một vụ mất cắp ở Hải Thiên cách đây 7 năm trước. Nói như vậy, 2 viên kim cương bị đánh cắp đều là ở cùng một chiếc dương miệng sao? Có thể là do cùng một tên đánh cắp. Hôm qua tôi cũng có mặt ở buổi trường làm đá quý đó. Cậu hãy nói cho mọi người nghe tình hình lúc đó như thế nào. Khi buổi biểu diễn vừa bắt đầu thì mọi việc diễn ra bình thường, nhưng chỉ một lúc sau đã rối tung lên. Khi em chạy lên sân khấu, nhìn thấy cô người mẫu đã bị hôn mê trong hộp của ảo thuật gia. Tiếc là em đã chậm một bước, nên viên trái tim biển cả trên đầu cô người mẫu đã không cánh mà bay. Theo những tài liệu mà cơ sở cung cấp thì tên đánh cắp kim cương đã giả làm ảo thuật gia để mà đánh cắp. Hắn rất khôn ngoan, đầu tiên hắn đánh trộm cuộn phim camera theo dõi, sau đó dùng ánh đèn ngụy trang, sau đó có thể qua mắt mọi người dễ dàng. Khán giả ngồi dưới không hay biết gì, lại còn háo hức chờ xem tiết mục hấp dẫn hơn. Đúng là một trò đùa siêu hạng mà. Cũng may lần này không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Bảo vệ và người mẫu bị đánh ngất, chỉ bị thương nhẹ không sao hết. Tên trộm đã biến vụ việc đánh cắp thành một kiểu biểu diễn nghệ thuật. Biểu diễn hả? Để lấy viên kim cương, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, mới ngang nhiên đánh cắp ngay trước mặt của mọi người như vậy. Đã hiểu chưa? Tên này thật sự quá to gan và cũng rất khôn ngoan. Dương Anh, anh có hứng thú với đá quý từ bao giờ vậy? Sao lại có mặt ở đó? Anh... Bây giờ mọi người chia nhau ra hành động. Chuyển vật như phong, hai người đến hiện trường xảy ra vụ án tìm manh mối. Dương Anh, Hà Cường, Khương Tuyết, 3 người lên sở báo cáo. Có một vài chuyện tạm thời không nên tiết lộ nhiều. Rõ. Rõ. Các bạn, bây giờ mỗi người hãy nếm thử chiếc bánh do chính tay mình làm nha. Nào. Xin lỗi, tôi tới trễ. Không sao, anh vẫn kịp ăn bánh kem. Anh còn đến làm gì? Đã có việc phải không? Phải, công việc của anh mà. Nè, vị học viên này, hôm nay đến muộn, chưa nghe bài giảng của tôi. Đây là nội dung bài hôm nay đó. Cảm ơn. Nè, vậy thì bài lần trước anh đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Về nhà anh tập lại chưa? Cũng có tập rồi. Được rồi, vậy tôi hỏi anh, 1 ký bột mì bao nhiêu nước, bao nhiêu sữa? Anh nói thử xem. Xin lỗi cô giáo, công ty của anh ấy vừa bị phá sản, cho nên anh ấy đang phải chội về bàn với đồng nghiệp tìm cách trả nợ đó. Vậy thì sao? Phải. Bây giờ tôi phải về đi họp, tôi xin phép về trước. Anh Long
em đang định tìm anh đây. Tình hình sao? Rất thuận lợi, trên sở đã tìm giúp chúng ta tài liệu rồi. Người phụ nữ đó tên là Trác Lôi, không có chồng, nhưng có đứa con trai 7 tuổi tên là Trác Trung. Phải đi tìm cô ta ngay. Cậu có biết được địa chỉ hay không? Dạ có. Đi. Đây, các ông nhìn rõ chưa? Cô Lôi dọn đi từ lâu rồi. Wow, dọn không sót một thứ gì luôn. Các anh với cô Lôi là quan hệ gì? À, chúng tôi là họ hàng xa với cổ. Ông biết bây giờ cô ấy dọn tới đâu ở không? Cổ không có nói. À, cô ấy dọn đi bao lâu rồi? Cũng không rõ. Hình như là khoảng một tuần trước đây. Hàng xóm của cổ phản ảnh hôm đó nhà cổ cãi nhau, đổ bể đồ đạc, sau đó thì chuyển đi luôn. Tóm lại tôi chỉ biết có nhiều đó mà thôi. Con trai cô ấy rất thích vẽ tranh. Đúng, cậu bé rất thích vẽ tranh. Thằng bé này rất ngoan, gặp ai cũng chào cô chào chú, rất lễ phép. Xin hỏi ông có biết cô Lôi làm việc ở đâu không? Cô thường đi trễ về sớm,